Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái thiết bị đo khí đo rỉ của các cái thiết bị làm lạnh, như là máy lạnh, sấy khí. Ở đây ta có đầu tiên là cái model thiết bị TIF-XP1A. Thiết bị này là của hãng TIF, một hãng của Mỹ. Nghĩa là cái sản phẩm này thì đã được sản xuất và đóng gói tại Trung Quốc. Thì cái đặc điểm của cái thiết bị này nó có một số cái ưu điểm tương đối ổn. Đấy là cái phần nó có cái chức năng là phần charge pin này. Cái điều chỉnh về cái độ nhạy của cái cảm biến. Các cái môi chất làm lạnh thường sử dụng thì ở đây là R134, R12, R22. Có thể phát hiện là những cái chất làm lạnh có dẫn xuất của halogen, có cả cái chế độ tắt âm, và có một cái điều tương đối hay nữa là bảo hành nó lên đến 3 năm. Đấy, thì ở đây các bạn cũng có thể nhìn thấy các cái chứng chỉ của châu Âu cái thiết bị. Ok, nó sẽ qua vậy thôi. Thế mà sẽ nói thì nó có lỗ cạnh này, đây nó có hai cái lỗ cạnh. Ok, sơ bộ thì tổng thể thì nó cũng chỉ là một cái máy bên trong. Ở đây ta có máy chính này, đầu dò này, mình có thể bẻ cong, có thêm một cái đầu dò phụ này, nó có thêm một pin. Pin này pin làm gì? Pin này cũng thực ra là pin to chứ không phải pin nhỏ nhé. Trên nắp máy thì mình có thể có một cái hướng dẫn sử dụng. Toàn bộ bên trong này đều là tiếng Anh hết. Rồi, sơ qua vậy thôi. Thì bắt đầu mình đi vào máy chính. Máy ở đây thì có một số cái nút cơ bản sau này. Đầu tiên là nút tắt mở này, tắt bật này. Tiếp theo là cái phần mà kiểm tra cái pin này. Reset là khởi động lại này. Mút là tắt âm. Và các cái nút điều mình gọi chung là nút điều khiển đi. Điều khiển về tăng hoặc giảm cái độ nhạy của cảm biến. Để cái sensor mình có thể bẻ thẳng lên được. Tay cầm. Đằng sau thì nó sẽ có thêm một số cái chứng chỉ, một số cái cảnh báo. Phần bên trên nó có thêm nó có cái đầu sensor này. Sensor này thì nó là khoảng tầm áng chừng khoảng tầm 35 phân. Ở phần cuối đây nó sẽ có một cái phần nắp pin. Mình sẽ
khó. Cho nên nó khó nhìn. Thì mình sẽ lắp thêm hai pin này. Thì khởi động thử nào. Mình đã ấn nút khởi động nguồn thì nó sẽ máy sẽ khởi động. Thì nó sẽ phải chờ một chút để cho máy nó thực hiện quá trình cắt đít. Rồi. Thì thực ra là ở đây thì hiện tại là có thể là cũng không có cái khí gì để đo cả. Nếu như bạn thấy cái tiếng máy nó quá ồn thì có thể là ấn vào nút thì nó sẽ tắt âm. Đây nếu như mình lại gần có thể nghe tiếng nó hút, tiếng bơm hút khí. Ok, mình sẽ thử chức năng đầu tiên là chức năng kiểm tra là pin. Pin này pin mới, máy vừa về nên là chắc nó không có gì cả. Đấy, bấm cái là nó sẽ báo nếu như mà các cái vạch ở trên này nó hiện lên thì là pin đang ở mức gần như là đã cạn. Tăng giảm độ nhạy của sensor. Đấy. Lên nữa. Hôm nay thì cũng chỉ là để giảm động lực của sensor thôi. Những trường hợp mà mình nghi có thể là chắc chắn có, nhưng mà ở cái chế độ đo bình thường thì cái sensor nó không phát hiện được, thì mình có thể mình tăng được giảm cái mức độ nhạy của cái kẹt sensor này để gọi là xác định được cái khí đo nó tốt hơn. Nên mình sẽ reset lại. Đấy, thì bởi vì là máy cũng là mới, cảm biến nó cũng là mới nên là mình ấn cái nó nhạy, nó nhạy luôn. Ok, bây giờ góc kia chúng ta sẽ có một cái tủ lạnh, mình sẽ thử mang cái máy đến để thực hiện đo xem thế nào. Không có để gì xảy ra cả. Thử tăng độ nhạy sẽ thử. Chứng tỏ là cái tủ này cái bình ga của nó không bị rò. Ok. Mình xin kết thúc video ở đây nhé. Chào tạm biệt các bạn.